Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Tỉnh Thái Bình mở rộng thu hút đầu tư. Chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế lây lan trên diện rộng. Dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, đang bị nhiều người lợi dụng để thương mại hóa hoạt động tâm linh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2019. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình. Trải qua 60 năm xây dựng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, lập nhiều chiến công, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng, của quê hương Thái Bình trung dũng kiên cường. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thái Bình luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội địa phương, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, trung ương, địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng Thái Bình bức chướng với dòng chữ Bộ đội Biên phòng Thái Bình đoàn kết, dũng cảm, mưu trí sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Ghi nhận sự đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và biểu dương thành tích của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những đóng góp của lực lượng đã góp phần to lớn vào việc giữ gìn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Thái Bình có sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội trong 60 năm qua. Trong những năm tiếp theo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được dự báo có những diễn biến phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng Biên phòng Thái Bình làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó trực tiếp là Bộ phải xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Bởi có đảm bảo quốc phòng an ninh, chúng ta mới có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Do đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những tình huống phức tạp phát sinh. Thường xuyên chăm lo xây dựng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang trong tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị khu vực biên giới, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, xây dựng phòng tuyến biên phòng vững mạnh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển và cuộc sống bình yên của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.
Cũng trong dịp này, 18 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đi theo đoàn. Đầu xuân Kỷ Hợi, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là trong số gần 20 doanh nghiệp thì đại đa số họ đều là con em quê hương Thái Bình. Đây đều là các chủ doanh nghiệp, các tập đoàn, công ty lớn đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, triển vọng, tiềm năng và lợi thế, đó là trong 3 năm liên tục, kinh tế Thái Bình luôn tăng trưởng ở hai con số. Khu kinh tế ven biển đã và đang quy hoạch, hạ tầng giao thông thuận lợi, tỉnh Thái Bình có cơ chế tốt cho nhà đầu tư. Mong muốn của các doanh nghiệp là được đầu tư về quê hương. Tôi cũng cho anh em về khảo sát, thấy cô đang có cái hướng đầu tư một về cái nông nghiệp, tức là trồng rau hữu cơ. Cái này là giữa Tích Cô phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, rồi với chuyên gia bên Nhật cùng với một doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì báo cáo Bí thư lần này về tôi làm việc chính thức, xin được khoảng 50 hectare làm thử nữa. Tôi rất mong muốn làm cái trục đường phía Bắc Nam, là làm cái cụm gì tiếp tục phát huy mở rộng tiếp cái khu công nghiệp. Cũng suy nghĩ trong các cái mô hình của anh Viên đấy trình bày với lại Bí thì là cái làng kiểu mẫu, thì tôi cũng đang để ý xem là tôi sẽ làm những nào ở quê thì tham gia tích cực hơn nữa để tỉnh nhà nó có những cái tiên phong hơn. Thì bên em mong muốn sẽ tham gia cùng với lãnh đạo tỉnh tham gia để quy hoạch và phát triển các dự án về khu công nghiệp và các dự án về khu đô thị. Lý do mà những doanh nghiệp đều có chung nguyện vọng và mong muốn về quê bởi lẽ họ thấy Thái Bình đã thực sự thay đổi. Thay đổi ở đây dễ nhận thấy đó là sự thay đổi về tư duy của lãnh đạo, luôn lắng nghe và cầu thị. Sự thay đổi về hạ tầng của Thái Bình đã có bước đột phá lớn. Khu kinh tế ven biển, đường vành đai ven biển và nhiều dự án khác sẽ giúp Thái Bình vươn lên trong một tương lai gần. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn còn có những băn khoăn và mong mỏi. Anh em bọn tôi về quê hương có đầu tư ấy, thì các anh các chị ở các cái sở ban ngành đồng hành với nhà đầu tư và chia sẻ thì các đồng chí các cái sở ban ngành cũng phải mình phải thật sự mình phải hiểu với doanh nghiệp là cái cách tổ chức thu hút đầu tư chứ không phải là giống như là chúng ta tổ chức các cái hội nghị rồi ký kết bắt tay 5-7 ngàn tỷ. Những băn khoăn của các nhà đầu tư đều được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giải đáp và cho rằng Thái Bình sẽ làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính. Nhưng tất cả đều phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng cho rằng giai đoạn hiện tại và trước mắt là cơ hội quý cho nhà đầu tư và có nhiều lý do để người Thái Bình quay về đầu tư tại quê hương của mình. Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại huyện Kiến Sương của dự án cải tạo nâng cấp đường 39B, đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy, theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tới dự có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau khi nghe các ngành báo cáo, ý kiến của thành viên đoàn giám sát và đại diện các ngành có liên quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đã mang lại, song cũng giao cho các ngành có liên quan rà soát lại các công việc thuộc các ngành về dự án và về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại huyện Kiến Sương. Từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh để có những giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của dự án trên toàn tuyến cải tạo nâng cấp đường 39B, đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy.
Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11, khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 0305 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương đơn vị. Làm việc với Thành ủy Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu Thành ủy Thái Bình cần tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, nhất là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của từng chi bộ đảng, chất lượng hoạt động bộ máy hành chính, đề cao tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tích cực góp phần xây dựng thành phố Thái Bình thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện ủy Đông Hưng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11, 12 và thực hiện chỉ thị 0305 của Bộ Chính trị của huyện. Đồng chí yêu cầu huyện Đông Hưng cần tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại để việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, nêu gương người đứng đầu trong tiếp công dân, phát huy vai trò của nhân dân thông qua công tác mặt trận. Tập trung phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, xây dựng củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trên tinh thần khẩn trương quyết liệt thực hiện thành công mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Kiểm tra tại Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đánh giá cao Đảng ủy đã có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và chỉ thị số 0305 của Bộ Chính trị với nhiều mô hình phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ sĩ quan, người chủ trì cơ quan đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu, minh bạch, nêu gương, 100% cán bộ chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, đồng thời định hướng một số nội dung để Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết nói trên trong thời gian tới. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 0305 của Bộ Chính trị, huyện ủy Vũ Thư đã triển khai 3 đề án về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa. Đồng chí Vũ Đức Hằng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị huyện Vũ Thư cần đề ra giải pháp khắc phục hạn chế để việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị ngày càng đi vào chiều sâu, nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Chuyển sang các tin tức khác, bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lây lan bùng phát trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, huyện Kiến Sương có những biện pháp chủ động phòng chống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Gia Trang, xã Bình Định, huyện Kiến Sương có số đầu lợn thường xuyên là 4.000 con. Với số vốn đầu tư lớn, việc đảm bảo vệ sinh an toàn cho người và gia súc gia cầm ở đây vốn rất chặt chẽ. Nay xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, công ty càng phải làm nghiêm ngặt hơn nữa. Thì nói chung là trong thời điểm này là phải tăng cường khử trùng tiêu độc để giữ đàn lợn, giữ con vật nuôi hết khả năng có thể. Sau khi nhận các công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Kiến Sương đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị các địa phương trong huyện xuống cơ sở thực hiện việc xác minh, chẩn đoán dịch bệnh, hướng dẫn hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, huy động mọi nguồn lực mua hóa chất vôi bột để thực hiện tiêu độc khử trùng, hạn chế người phương tiện ra vào chuồng trại cũng như vận chuyển thu gom lợn từ tỉnh ngoài vào với phương châm phòng bệnh là chính. Địa phương chúng tôi thì là một trong những xã mà thường xuyên có những người đi buôn bán lợn ở nước ở bên Nam Định, thì chúng tôi cũng đề nghị các cấp lãnh đạo là khi mà có dịch bệnh xảy ra thì chúng ta có những các cái chốt kiểm dịch thường xuyên là kiểm tra các cái bến đò, bến phà mà ở bên Nam Định đưa sang. Tại thời điểm hiện tại này cũng hạn chế tái đàn. Nếu như có cần phải tái đàn thì cũng nhập những đối tượng lợn rõ nguồn gốc và trên địa bàn là tốt nhất, và phải đảm bảo là đàn lợn được nhập vào là an toàn dịch bệnh. Thứ hai nữa là thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng đối với
khu vực chăn nuôi của mình và hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi cũng như các phương tiện vận chuyển. Ngoài ra, huyện Kiến Sương cũng đã ra các công văn kế hoạch và đặt các giải pháp xử lý tình huống để ứng phó khẩn cấp khi bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng xâm nhiễm vào địa bàn. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn cùng với các địa phương thống kê, lập danh sách chi tiết, đánh giá cụ thể tình hình các hộ chăn nuôi để có số liệu ước tính chính xác, kinh phí ứng phó, xử lý và kiểm soát kịp thời dịch bệnh. Hiện nay, dọc theo quốc lộ 39A đoạn qua khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, nhiều người dân đã sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, để biển quảng cáo và dừng đỗ xe sai quy định. Với tâm lý muốn gây chú ý và sợ khách không biết đến cửa hàng, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những biển quảng cáo xếp hàng dài ngay trên vỉa hè như thế này. Bên cạnh đó, vào giờ cao điểm, lòng đường còn là nơi để hàng quán hay những gánh hàng rong buôn bán trao đổi. Người mua, người bán vô tư ngã giá ngay dưới lòng đường, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng trên, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương. Nơi nào còn buông lỏng thiếu kiên quyết trong công tác quản lý, tuyên truyền cho người dân nhận thức về an toàn giao thông, thì nơi ấy tình trạng này còn tiếp tục tái diễn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm, người dân lại tấp nập sửa soạn lễ vật, lên chùa, dâng sao giải hạn, cầu cho năm mới bình an hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng biết việc dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật, bị nhiều người lợi dụng để thương mại hóa ngay cả hoạt động tâm linh. Thời gian gần đây, cúng sao giải hạn được tổ chức khá rầm rộ tại nhiều ngôi chùa, thu hút hàng ngàn người tham gia, ngồi tràn ra cả lòng đường bái vọng. Mặc dù không thể biết sẽ giải được bao nhiêu phần hạn trong một năm, nhưng lợi dụng tâm lý muốn cầu bình an của người dân mà một số chùa đã biến tướng nghi lễ này thành dịch vụ để thu tiền. Đây thì khi mà chưa được học giáo lý của đạo Phật ấy, thì chúng tôi còn mê thì cũng còn đi các nơi để dâng sao giải hạn. Nói chung là cũng rất là nhiều loại sao, nào thì người thì bảo La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch gì thì đều là có, ngày xưa thì đều thế cả. Vì lúc bây giờ thấy người ta làm thế thì mình cũng làm thế chứ cũng chưa hiểu biết gì. Nhưng còn những người mà đã về đề chùa từ xuyên này hoặc học và được nghe các thầy giảng thì mình hiểu được, thì mình không làm nữa. Thì đến chục năm nay rồi không dâng sao giải hạn, không đốt mã, đốt giấy tiền gì nữa. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có công văn chỉ đạo các cơ sở thờ tự Phật giáo không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Nếu nói về dâng sao giải hạn thì không có nằm trong giáo lý của nhà Phật. Trong tất cả các cái kinh điển, Đức Phật không có đặt cái vấn đề này. Nên đây là cái thế tục của thế gian. Nếu như chúng ta mà nghĩ thiện hành thiện thì những cái thiện cái lành nó tới và nó đem nhiều những hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta mà nghĩ đến những cái điều không hay không tốt mà ta đến để ta lễ, ta dâng, ta giải hạn thì không thể nào có lý do đến được. Hiện nay chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định việc dâng sao giải hạn có thể xóa đi vận hạn của mỗi người. Nhưng các nghi lễ này lại giúp giải tỏa tâm lý. Mỗi người cần có cách thể hiện sao cho văn hóa, đúng luật, tránh tình trạng cúng sao giải hạn với mục đích thu hút, lôi kéo, vụ lợi. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.